Vâng, xin chào tất cả các bạn và chúng ta lại gặp nhau trong video mở và Yu-Gi-Oh! Và sản phẩm này mà tôi mang cho các bạn đó chính là Wrecking Tempest Chef Special Edition. Phiên bản đặc biệt của Wrecking Tempest thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem bên trong có những gì nhá. Vâng, sẽ là 3 pack Wrecking Tempest Second Edition. Sẽ là một tiết lộ chúng ta một trong hai lá bài như trên đây. Đó, chúng ta thấy chưa? Còn này chắc chắn là Massive Hero rồi. Và sẽ tiết lộ chúng ta một trong hai lá bài sẽ xuất hiện ở trong cái pack mới nhất sắp được phát hành Konami, là Maximum Crisis. Và chúng ta còn chân chi gì nữa nào, mở bài thôi. Và trước khi mở bài này thì tôi sẽ mở bốn cái gói này chúng ta xem nha. Chúng ta muốn mở cái này trước hay là mở cái này trước? Tôi kệ, mở cái này trước đi. Đó, sản phẩm này tôi may mắn mua lẻ được web mua bản nước ngoài của các bạn. Đây là pack Duelist Pack Revenge of the Pharaoh. Sẽ tiết lộ chúng ta rất nhiều lá bài quan trọng. Wow, Temple of the King rất tuyệt vời. Blue Eye Shining Dragon quá đẹp. Quá đẹp các bạn. À, Dragon Mirror. Nhiều lá mà tôi rất ưng ý đấy các bạn. Chúng ta đến với pack thứ hai nhé. Hàng xịn nó khác, mở nó hơi khó. Pack thứ hai, ta có là Sangan, ta sẽ có N, chúng ta sẽ có là Red Gadget, Blue Eye Shining Dragon và Thiên Sanctuary. Vâng, hai pack sẽ để chung với nhau đi. Và là đến với pack Rotted Soul. Rotted Soul Soul sau ta sẽ có là vâng Ua Perform Marble Recasting, rất nhiều lá bài quan trọng. Ua có thể hai là Ua Cybernetic Fusion Support. Vâng, chúng ta sẽ có effect của lá spell khác như sau, rất tuyệt vời các bạn. Và chúng ta sẽ đến với pack tiếp theo. Trời luôn, tất tay luôn. Yozen Super Heavy, tuyệt vời. Và và Pendulum Rising. Và Ua, rất nhiều là hay các bạn. Và chúng ta sẽ đến với công việc chính, chúng ta mở một bài này. Và ngày hôm nay tôi không có công cụ hỗ trợ nên vậy là tôi lại phải bóc theo phong cách của rất nhiều bạn mà. Mở hôm nay thôi, đúng nào? Tuyệt vời, tôi rất nóng lòng biết là trong này tôi sẽ có cái gì hôm nay. Ba gói pack cạc đâu, cạc đâu, quay rồi cạc. À đây đây đây, đấy, quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Matthew Platt. Ô, vậy là chỉ có một lá nè. À hai lá, chúng ta mở xem nha. Matthew Platt quá ngon, bổ sung cho team nếu chơi bài Elemental Hero hoặc là Destiny Hero, quá ngon và quá đẹp. Và chúng ta sẽ đến với ba gói bài này. Tôi rất là nóng lòng, bây giờ tôi sẽ có những cái gì ở đây. Thường là cái sản phẩm một ST Edition nó sẽ ở dưới này. À, và sản phẩm một ST nó sẽ có chữ một ST dưới này đây các bạn. Có thì so sánh luôn ở đây. Sản phẩm 1 ST First Edition này, bạn thấy rõ chưa ạ? Đó, chơi luôn. Ba gói này sẽ ra cái gì? Thật ra Ring Tempest này còn sẽ bổ sung rất nhiều lối chơi, rất nhiều lối chơi trong Ring Tempest. Và chúng ta kiểm tra nào. Lại là Perfume Marble, rất nhiều. Quá đẹp, quá đẹp. Bây giờ cái này là lá bổ sung support cho cái lối chơi Buster Blader. Quá đẹp thật các bạn. Wow, rất nhiều lá bài hay và thú vị ở đây. Và mình tiếp theo nha. Sạch, sạch luôn. Đi luôn. What the hell. Ta sẽ có là Archipiper. Ta sẽ có là rất
nhiều là quan trọng. Quá. Cái gì đây? Quá đẹp. Zodiac. Ancient Year. Và chưa thấy có một cái lá nào điển hình người chơi bổ sung của người chơi Spiral. Kỷ tiên Spiral. Trong này có lá bài hiếm rồi. Người chơi Spiral đó là Spygan Misty. Biết rất thôi. Cũng được. Quá đẹp. Anh xem gì hơn tình hồn. Và rồi còn hơi bị hiếm luôn nha. What the hell? Quy chôn. Quá hiếm. Quá đẹp đấy các bạn. Ý từ. Và vâng, mẹ tôi đã hoàn thành xong cái clip của bài này. Do là thời gian quay clip này nó là đêm rồi cho nên tôi không thể nào mà hét to như các cái duelist khác, thì nó có những lá bài hiếm mà tôi rất thích ở đây là này các bạn. Rất tuyệt vời. Quá đẹp. Và đặc biệt là Magic the Robit nha. Quá đẹp các bạn. Vâng, và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau thôi. Tôi sẽ xin tạm dừng lại video này tại đây. Xin chào.